lấy dân hoa coi như là đây là then cổ, làn điệu then cổ lễ dân hoa, thường xương thường xương tổ chức vào đấy là vào những các buổi như là vào tháng 2 và tháng 2 là mùa lễ hội lầu then đấy, lễ hội lầu then là lễ dân hoa, thế là coi như là đưa tất cả các nàng hương lên đến cung tiên lên trời ấy để hái hoa lên hầu vua phải là chúa then đấy, thế chúa then. Cháu thấy là hình như là cũng nó có để là hình như là có cả khảm hải thì phải không? Chưa khảm hải ạ. Vâng, thì đến bến hải là quay về thôi. À chưa đến đâu ạ. Chưa. Vâng. Thế là vẫn còn nhiều đúng không? Còn nhiều lắm. Vâng. Ý nghĩa. Vâng, rất hay. Vâng. Đây cứ như thế này là rất đẹp luôn á, cực kỳ đẹp luôn. Thế nhìn là mình nói là cảm ơn xin chào. Em có thể hỏi một chút được không ạ? Em thấy chị là chụp rất là đẹp và cũng rất là chăm chú, thì chị có thấy cái này có lạ không hay không? He means that he saw you take the picture and take the clip a lot, so he want to know if you feel very happy or feel very nice to see this one. Yes, amazing. Tí nữa có cái bài của em. Thank you. Very good. Thank you. This one, you know, this one is one of the oldest traditional song of the Thai people. They usually open or perform in the New Year time. To in New Year time. The song mean that it's a bring the local people bring the flower to the people who is the first bring the culture, the singing to the Thai people. What's the bells? Why do they have the bells? The bell. Yeah, they all the ladies have the bells, and the fans, they have the bells. Yeah. The fan to make this more colorful. And the bell like a music, because this one is a music instrument of the Thai people. Yeah, music instrument of the Thai people. It's not big enough. It's not big enough. So yes, not now enough. So that's why they use the bell to do that. Normally they do not do it. You know. Long years ago, heaven knows this one, but they made this one. It's made it more colorful. Nó là sự kết hợp, nó là sự kết hợp giữa cái này và cái này. And this one's the wood. You know the thick tree which French people bring to Vietnam to grow it up to make the gun, you know, to make the gun. So this one, it's very nice. And it should have a three different trees. This one from the red pumpkin fruit. Red pumpkin fruit. Who ever thought to make that's amazing. You can play it. Here we can play guitar. Yes. Cái này là đàn củ dưới là của quả bầu ấy. Quả bầu. Yes, yes. Chất là thu này. Đấy. Có tiếng rồi đấy. Anh ơi, các anh chị đến đấy là đến từ đâu ạ? Ở đây là người này là người Anh ạ. Chuẩn bị đến cái bài tới thôi. Okay, so if we vote on you, the next song they sing about the song which the local people want to clone, to clone the swallow. Hai bạn này là swallow come back. Hai bạn này là swallow come to the Thai people. Rất là yêu thích cái văn hóa Thai. Quyết định đến lễ phương độ và rất là may mắn hôm nay là được gặp các đội nghệ nhân dân gian của phương độ đang chuẩn bị đi tập luyện và đi lưu diễn tại Tuyên Quang. Và các bạn đã có cơ hội để in Vietnam, especially in the central south, they tìm hiểu bring up a lot. Cái then bring up a lot Tài Ba Phương to make the left and they take the left to make the soup. It's so expensive. Yes. So because it's very dangerous to climb up in the cave to get the swallows. Yes. In the central south Vietnam, they build the houses. So they nest in the house and then they bring up the swallows. Rồi, cảm ơn anh.
nominate, you know, with the Thai people here, they do nugget, you know? They just do one, three. Up and down, up and down. Oh, yeah. Oh, yeah. You're playing the pumpkins. I never thought I'd see that. That is amazing, isn't it? Các bạn này rất là thích thú về cái đàn đàn tính của các nghệ nhân ở đây. Các bạn làm cùng bạn với cái đàn tính. เดี๋ยวมาเจ้าอ่ะมาเสร็จไปก่อนงูไปก่อนล่ะๆๆๆแค่นี้มาทําบุญบ้านเนี่ยทําบ้านของหมูบ้านเนี่ยก็เลยทองแก้เอเลยไปทางนั้นได้ทุกแห่งอะไรแต่เจอตุ่ยเลยก็เลยตุ่ยเลยเนี่ยมันตุ่ยเยอะไปเจ้าอ่ะเลยไปตุ่ยตุ่ยของอยู่เขาตุ่ยได้ตุ่ยได้อยู่ฮะไปทําหมดแล้วเจ้าถึงจะทําไปก็แอนไปแล้วไม่ได้ทําทีกันเหรอถามเลยไปทําทีกันนะกันองค์ไปก่อนพอไปได้ Có phải mùa xuân mới đang về không? Không. Tôi lấy nhặt phòng tôi lấy cái la lù nó ra ma lù cái đó quá. Lù bố về mới lù đây cái để cần cái ông. Là họ ngon hơn bên đây đấy. Cây cây hừ hết thơm mùa. Cây hừ mới lù nhặt. Mùa tuổi xém này nhá. Cú sống đâu? Đấy cái hết thì nước đây. Năng lên năng lên. Nghe Như vậy là sau khi thử đàn thì vẫn chưa được. Vẫn chưa được. Bắt chân là cái mic để vừa phun mà đi chập chân cảm tạ nó ma mà cái đan này hết pin hay sao đúng không ạ? Bật lên. Đây là hai cô múa. Đây là hậu trường lúc nghỉ ngơi của đoàn nghệ thuật. Tất cả đang nghỉ ngơi uống nước trước khi chuẩn bị tập tiếp lần nữa.
cho đến hôm tới sẽ tổng duyệt, sau đó sẽ lên xe và đi lưu diễn tại Tuyên Quang. Các nghệ nhân đang uống nước rất là nóng, thời tiết thì rất là nóng các bạn ạ. Vâng ạ, các bạn uống nước đi ạ. Vâng, các bạn uống nước đi ạ. Dạ. Rất là vui, rất là nóng, rất là nóng. Mấy ai phi luôn? Thoải mái giao lưu mà. Ồ, cái đàn này nghe khác, cái đàn này nghe khác nhỉ, chú nhỉ? Đấy. Để mà ôm. Đấy đấy, cái này nó có vẻ này. Cái chỉnh. Bên ngoài sấm chớp nhưng bên trong nhà thì vẫn đầy tiếng đàn. Thấy cái gì dưới này đi. Đây nó cái gì hay vào. Đây dây hay vào. I'm gonna make you mine.
Đấy, có cái tiếng tiếng sắc sắc đấy nó vào nó hay hơn hẳn nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ vào hay hơn. Lại bài này được không ạ? Vâng, cháu xin cái bài này. Nhưng mà hát đều đều lên. Thank you.
thông báo vậy nè, chuẩn bị như là tập phong bài thêm, rồi là chuẩn bị như mà thế. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với buổi live truyền hình trực tiếp của nhóm nghệ thuật đĩa đen, tức là Blackpink phiên bản phương độ. Blackpink đang của Hàn Quốc thì là 4 cô gái, nhưng ở đây Blackpink của phương độ thì có tới 29 cô gái và một nhóm trưởng là con trai thôi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với Blackpink đĩa đen chính tay. Blackpink chính tay tức là đĩa đen nha các bạn nha. Thôi để chẳng thôi khoan nút. Xin chào 3.000 khán giả đang với câu lạc bộ Blackpink đĩa đen phiên bản phương độ. No.
tại cô đứng nhanh một cô đã đi đuổi trâu về nhà rồi. Sấm trời mưa ra cô phải về đùa trâu vào nhà đấy. Trưởng văn chương đã đi quạt vào. Mục này đã đem lại giải nhất của nhóm Blackpink phiên bản trung độ nha các bạn nha. Tiết mục mang lại giải nhất cho nhóm Blackpink phiên bản trung độ. Thật sự. Ôi, từ đấy không bấm à? Chết rồi. Mới cho con cháu dưới bụng là mưa.
sẽ đến với điệu điệu nhảy sập sàn. Ôi, rất là mạnh luôn, cảm giác rất mạnh. Mạnh luôn. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Rất mạnh, có khả năng là Blackpink đã lên lên sóng rồi. Đây là điều nhảy cực mạnh luôn. Lắm rồi mấy lần cả thưởng thức cái điệu nhảy này cực mạnh. Có lẽ là lát nữa thì phim sẽ rất là sợ là ở dưới đất chứ còn không phải ở trên nhà nữa. Nhóm Blackpink, xin nhắc lại với 3.000 khán giả là Blackpink là đĩa đen, nhóm đĩa đen phiên bản phương độ. Rất là mạnh. Những điệu nhảy này chỉ sẽ được phổ biến nhiều có những dịp lễ Tết. Nhà phải chắc cơ thì mới có thể là biết được. Rất là mạnh, đã rất mạnh luôn. Rút nữa. Nhà đã rút lên rồi. Động đất thì vẫn còn trị. Mình trực tiếp bay đi nhà sát 10 đây, 11 đây à, Hoan đây. Quý vị và các bạn đã đến với nhóm nhảy Blackpink phiên bản phương độ. Blackpink có nghĩa là đĩa đen. Pink tiếng Tây là đĩa. Blackpink. Những cô gái của Blackpink phiên bản phương độ thật là mạnh mẽ. Chào tất cả quý vị và khán giả đã quay trở lại đến với buổi live của các cô gái của Blackpink mang phiên bản phương độ rất mạnh mẽ, rất ngang tàng nhưng là đầy dịu dàng. Blackpink là điểm đẹp. Hello, hay quá. Quá hay quá. Cảm ơn. Kết thúc bản thân xin thông báo một điều. Thế đây để tây Điện Biên chị để mắc này. Ăn đầu nào nên rất tốt. Chỉ khép khóc bản thân để vươn lưng mân mấy lòng mà chúc mừng chết thân một chút. Lòng này. Mới lẽ ở đây. Mới lẽ ở đây.
xong. Có mệt không cô? Có mệt không ạ? Có mệt không ạ? Không mệt đâu ạ. Không mệt, vui lắm. Vui ạ? Vâng. Vui lắm, không mệt đâu. À, đi ạ, vui. Quen rồi. Quen. Rất vui. Đấy, vâng. Các cô gái Blackpink thật sự là rất là đáng, rất đáng yêu. Đảm bảo đấy 100%. Không lầm. Cái đáng ông này nè. Ừ. Không lầm. Bà kéo rồi ạ. Ăn sáng ạ. Cái tiền vào giá. Đẹp nhưng mà vui. Đấy. Cái giá là rất tốt luôn. Mỗi gói 100, mỗi gói 100. Nếu mà đưa áo đăng ký mà sơn sơn, hơi mà hữu. Cực kỳ đây luôn. Giá là chất. Cái giá là cái nổng chứ ông. Đưa chứ nổi ít chút bà. Thôi đi xe mình đi. Lấy này một cái. Vâng, như vậy là trong một lần nhảy thì đã có lần là sập sàn rồi đúng không cô? Ừ, có một lần thì năm đó tổ chức công tác năng bà ngày phụ thế phụ nữ. Vâng, thì là đã sập sàn. Đã sập sàn. Nhưng mà chưa xuống chế được. À, chưa xuống được. Thì sau khi là sập thì có nhảy tiếp không ạ? Có, vẫn nhảy cả buổi hôm đấy là hôm sau đi trưởng thôn và ban ngành thì mới về lấy cây về lại. Thế có bị đền? Thế có bị đền không ạ? Không ạ. Đấy là nhà văn hóa của thôn. Có vui nhỉ? Vâng, vâng. Thế là đã từng sập sàn. Các cô gái. Lên TikTok đấy. Lên TikTok đấy. À thế ạ. Cái hôm nhảy giá. Ừ, lên TikTok đấy mới là sập. Thế là sập luôn ạ? Ừ, hôm đấy mà lấy sàn sập cho ra đấy. À, thế là nhà trưởng thôn đấy ạ? Nhà này đấy. Nhà này luôn á? Đúng rồi. Vâng, thế là từng các cô đã làm sập sàn. Điều này rất là đòi hỏi nhà sàn phải chắc và sàn cũng phải chắc, không thì sẽ như đấy. Và buổi truyền hình trực tiếp tới đây, các cô gái Blackpink phiên bản Phương Độ xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các buổi live của Blackpink phiên bản Phương Độ trong các ngày tiếp theo nha. Xin chào quý vị và các bạn, các quý vị và các bạn trong các buổi live. Xin chào. Hai người nói được rồi, không? Rồi, 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 không biết hai người nói.